Các bạn nhỏ đang theo dõi chương trình Thiếu Nhi Uống Mala Mở Ra cùng với chị Thùy Dung và bạn Đậu Xanh. Các em biết không, mỗi một chương trình Thiếu Nhi Uống Mala Mở Ra thì sẽ mang đến cho các em rất nhiều những điều kỳ diệu về thế giới xung quanh các em đang sống. Từ những bông hoa này, những chiếc lá này, những cơn mưa rào và cả vũ trụ bao la nữa đấy. Còn không biết là trong chương trình ngày hôm nay thì hai chị em chúng ta sẽ có chuyến du ngoạn tới đâu nhỉ? Đậu Xanh có đoán được không? À, em biết rồi. Ngày hôm nay chúng mình sẽ đi du ngoạn để gặp những người bạn dưới đáy đại dương chị ạ. Chính xác. Và chúng ta hãy cùng bắt đầu hành trình hôm nay thôi. À, chị ơi, bọn mình đã đến đại dương rồi chị này. Ừ, đúng rồi, mình đã ở đại dương rồi đấy. Thế khi nghĩ về loài vật nổi tiếng nhất của đại dương thì Đậu nghĩ đến loài vật nào? Em sẽ nghĩ đầu tiên đó chính là cá mập chị ạ, một kẻ săn mồi hàng đầu của biển. Ôi, nghĩ đến rồi đã thấy sợ rồi đúng không? Đúng rồi đấy, khi mà nghĩ về cá mập thì chúng ta sẽ tưởng tượng đến một thân hình to lớn này, hàm răng nhọn hoắt này, và có một sự thật đặc biệt về cá mập mà chắc chắn chúng ta sẽ phải kinh ngạc đấy. Đậu có biết không nhỉ? Đó là cá mập không hề có xương. Ui, thật không ạ? Ừ, cá mập không hề có xương, mà cơ thể của chúng được hình thành bởi một cấu trúc rất là đặc biệt mà người ta gọi là sụn. Thế sụn là gì chị? Sụn ấy hả? Đậu thử sờ vào mũi của mình xem nào. Đấy, dai dai nhẹ xem nào. Đúng không? Mình thấy chuyển động đúng không? Nào, bây giờ sờ vào tai của mình nào. Sờ vào tai nào. Đấy, mình có thể bẻ được tai của mình đấy, đúng không? Đây cũng là sụn này, phía trong tai của mình cũng là sụn nhá, và phía trong mũi của mình cũng là sụn đấy. Chính cấu trúc đặc biệt này của chúng khiến cho cá mập có thể bơi nhanh hơn và xa hơn so với những loài cá thông thường có cấu trúc là xương ở bên trong đấy. Còn những chiếc răng sắc nhọn của cá mập thì có gì đặc biệt ra? Răng của cá mập cũng thú vị không kém đâu nhá. Thường thì chúng ta đến tuổi thì những chiếc răng sữa sẽ được thay thế bằng những chiếc răng vĩnh viễn đúng không nào? Thế nhưng cá mập thì hoàn toàn khác. Các bạn ấy thay răng liên tục và có khi suốt cuộc đời của chúng thì có thể lên tới hàng ngàn chiếc răng đấy. Chỉ cần một chiếc răng của cá mập mà bị gãy đi vì bất kỳ một nguyên nhân nào đó thì sẽ có một cái răng khác mọc lên chỉ vài ngày sau đó thôi. Ồ, chị ơi, em vẫn đang còn một thắc mắc. Đó là cá mập đẻ trứng hay đẻ con ấy chị? Đẻ trứng hay đẻ con nhỉ? Thực ra cá mập đẻ trứng đấy. Và cá mập có thể được xem là loài vật đẻ trứng lớn nhất hành tinh. Và trứng của chúng có khi có kích thước lên tới 35cm. Vậy là to gần bằng một chiếc pizza mà chúng ta ăn phải không chị? Đúng rồi đấy. Và thật ra thì phần da của cá mập cũng rất là đặc biệt nhá. Nếu mà chúng ta vuốt xuôi theo chiều từ đầu đến đuôi thì chúng ta sẽ thấy là rất là mịn và mềm. Nhưng mà nếu mà chúng ta vuốt ngược lại từ đuôi lên đầu thì tay chúng ta sẽ có cảm giác là hơi nhám nhám, răm ráp. Thoạt nhìn thì tưởng chừng là cá mập không hề có vẩy, nhưng mà thực chất là trên lớp da có rất nhiều vẩy li ti. Và những vẩy nhỏ này chính là công cụ để bảo vệ cơ thể cá mập chống lại các ký sinh trùng ở dưới biển này. Và đồng thời thì giúp cho chúng có thể bơi nhanh hơn, không hề tạo ra một chút tiếng động nào cả. Đó chính là lý do vì sao mà cá mập là những tay săn mồi cừ khôi của đại dương đến như vậy đấy. Chị ơi, em vẫn đang còn thắc mắc, cá mập to đến chừng nào chị? Cá mập ấy à? Cá mập mà thực ra là có hơn 400 loài cá mập khác nhau trên trái đất cơ. Chính vì thế mà kích thước của chúng cũng sẽ khác nhau. Ví dụ như là loài cá mập to nhất mà được ghi nhận thì đó là cá mập voi. Và chiều dài cơ thể của chúng có thể lên đến 12m. 12m là tương đương một chiếc xe buýt cỡ lớn đấy. Điều đặc biệt ở loài cá mập này đó là thức ăn của chúng lại là những sinh vật rất là nhỏ. Những con cua này, con tôm này, những con cá nhỏ này và những sinh vật phù du ở trong đại dương. Nhưng mà cũng có những loài cá mập vô cùng nhỏ bé, Đậu có tưởng tượng được không? Nó chỉ chừng 15cm trong lòng bàn tay của chúng ta thôi đấy. Và loài cá mập đó được gọi là cá mập đèn lồng. Đậu có biết vì sao mà gọi là cá mập đèn lồng không? Em chưa biết chị. Chưa biết à? Cá mập đèn lồng có một đôi mắt rất là sáng và phần vây, phần đuôi của chúng có thể phát sáng ở trong bóng tối, vì thế nó gọi là cá mập đèn lồng đấy. À, chị có nhớ một bài hát về gia đình cá mập rất là dễ thương, Đậu có biết bài đó là bài gì không? Là bài Baby Shark phải không ạ? Thế Đậu thử nhảy chị xem nào, như này. Ừ,
Grandpa Shark. Do-do-do-do-do-do, Grandpa Shark. Let's go hunt, do-do-do-do-do, let's go hunt, do-do-do-do-do, let's go hunt, do-do-do-do-do, let's go hunt. Run away, do-do-do-do-do, run away, do-do-do-do-do, run away, do-do-do-do-do, run away, safe at last, do-do-do-do-do, safe at last, do-do-do-do-do, safe at last, do-do-do-do-do, safe. Tạm biệt các bạn cá mập siêu dũng mãnh nha. Hành trình khám phá đại dương của chị em mình còn chưa kết thúc đâu. Đi cùng chị nào. Wow, chị ơi, mình lại đang ở một hòn đảo chị này. Ừ, đúng rồi nhở. Thế Đậu có biết về một loài cá mà rất là thông minh, lại còn gần gũi này, đáng yêu, đặc biệt lại còn biết diễn trò nữa đấy. Đậu có biết là loài cá gì không? Đó là cá heo đấy chị. Chính xác luôn, đó chính là cá heo. Cá heo là một loài động vật rất là tinh nghịch và phần miệng của chúng thì tạo thành một đường rãnh cong cong, khiến cho chúng lúc nào cũng như là đang mỉm cười vậy. Rất là dễ thương phải không nào? Không những thế đâu, các nhà khoa học còn chứng minh được rằng cá heo là một trong những loài vật thông minh nhất trên thế giới nữa đấy. Chị đố Đậu biết là cá heo hàng ngày có phải ngủ giống như chúng mình không? Em nghĩ là có đấy chị. Nếu mà bọn chúng không ngủ thì bọn chúng sẽ buồn ngủ và ngủ gật mắt thôi. Ừ, cũng có lý đấy. Nhưng mà thực ra là có một khả năng rất là đặc biệt của cá heo mà chị sẽ bật mí với Đậu ngay sau đây nhá. Con người ta thì sẽ phải ngủ đủ 8 tiếng mỗi ngày để khỏe mạnh và tỉnh táo phải không nào? Và chúng ta thì còn được ngủ trên một chiếc giường vô cùng êm ái và ấm áp nữa. Thế nhưng mà giữa lòng đại dương bao la thì cá heo sẽ luôn phải đề phòng những mối nguy hiểm rình rập bên mình. Vì thế chúng có một khả năng rất đáng kinh ngạc là có thể điều khiển để cho một bên não ở trạng thái nghỉ ngơi, còn nửa còn lại thì vẫn tỉnh táo. Thậm chí là mắt của chúng vẫn mở để theo dõi con mồi nữa đấy. Thế chị đố Đậu biết là cá heo thở bằng gì? Em nghĩ là cá heo sẽ thở bằng mũi giống con người mình đúng không chị? Nhưng em lại chẳng thấy mũi của cá heo đâu cả. Thực ra là cá heo có một lỗ thở ở phía trên đầu đấy. Và cá heo sẽ thở bằng lỗ thở đó chứ không phải là bằng mũi hay là miệng giống con người chúng mình đâu. Thật là thú vị. Thế cá heo có bơi nhanh bằng cá mập không chị? Cá heo cũng là một vận động viên bơi lội rất là cừ khôi đấy. Hình dáng của chúng vô cùng đặc biệt. Phần miệng phía trước dài như một mũi tàu, thêm với lớp da mịn này, vây và đuôi cũng rất khỏe nữa. Thế nên cá heo có thể lướt nhanh được dưới nước. Vận tốc của các bạn này có thể lên tới 30 km/h, có khi là nhanh hơn chúng mình đạp xe đạp thông thường đấy. Ồ, thế ngoài bơi siêu nhanh thì các bạn cá heo còn biết làm gì nữa không chị? Ngoài bơi siêu nhanh thì các bạn ấy còn nhảy rất là cao nữa. Các bạn ấy có thể nhảy cao lên tới 6 m, là tương đương với một tòa nhà 2 tầng cơ đấy. Điều này thì con người chắc chắn là không thể làm được phải không nào Đậu? Ước gì em có thể nhảy cao và bơi nhanh như cá heo. Ồ, vậy chị ơi, em vẫn đang còn thắc mắc một điều là cá heo ăn gì ạ? À, cá heo ăn những loài cá nhỏ hơn và định vị con mồi bằng sóng siêu âm đấy. Thật là thú vị. Sau này, em muốn trở thành một nhà thám hiểm để có thể vui đùa cùng tất cả các bạn ở dưới đáy đại dương ấy chị. Đậu xanh có biết không, cá mập này, cá heo này và rất nhiều những loài sinh vật dưới biển đều là những sinh vật quý hiếm và có nguy cơ bị tuyệt chủng đấy. Chính là do nạn săn bắt trái phép và quá mức của con người cùng với tình trạng ô nhiễm môi trường biển đấy. Vì thế, tất cả chúng ta phải luôn có ý thức bảo vệ môi trường sống xung quanh mình để đại dương sẽ luôn là ngôi nhà trú ẩn an toàn của các loài sinh vật dưới đáy biển đấy. Đậu xanh có đồng ý không nào? Em đồng ý ạ. Yeah! Chuyến thám hiểm tới đại dương của chúng ta ngày hôm nay đã hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn nhỏ trong những hành trình thú vị tiếp theo.